trời mưa bông bông phồng phồng đang thương, thương em đi cấy đồng xa, trời mưa ướt tông em rồi em ơi. Quay con đường con đường này quy hoạch là lâu rồi, hôm nay người ta đang mở đường này, người ta đang đặt cái cổng cổng lại tỏa thông qua từ đường này một con kiệt mà đi thẳng qua cái đường trước mặt này là cái đường phòng cơ điều phường ba ấy. Đây là cái quán quán hương quê đất này cũng đang đặt tỏa cái xây dựng này. Con đường này là theo quy hoạch thì con đường này nó sẽ đi băng qua cái đường Nguyễn Văn Thiệt đi vào cái công viên truyền hình nhé, rồi băng qua cái cầu mới xây đến đường Mậu Thân, nó băng rồi bắt đầu người ta lại giải tỏa bên đó rồi bồi thường rồi sẽ mở hẳn đến cái sông sông Cái Cả đó. Nó bắt một cái cầu mới qua sông Cái Cả, nó xuyên qua được cái bốn và đạp kỳ bốn và cái trường cao đẳng sư phạm 15 này, rồi là mỗi bên mất miếng đất để con đường băng qua đó nối với đường đại lộ Võ Văn Kiệt đấy, đây là quy hoạch rồi nhá. Như vậy là cái khu vực đàn của chúng tôi sẽ còn lên giá nhiều lắm, là bởi vì là cái con đường này họ mở này theo như tinh thần đó thì con đường này là đại lộ đó, bởi vì đại cái Võ Văn Kiệt là đại lộ mà đường rất lớn. Người ta đương đương mở vài để anh làm quên chớ đồng thời xa, trời mưa đi cây thương em nhiều ơi rừng ơi, thương em nhiều ơi người ơi, thương em nhiều. Đang thương em đi cấy đồng xa, trời mưa ướt tông em rồi em ơi, mưa rơi ướt tông làm chi, vẫn vương người ơi chớ đồng thời xa, trời mưa đi cây sao chưa về ở rừng ơi, sao chưa về ở người ơi, sao chưa về, sao chưa về. Hãy subscribe.
để anh làm quen. Giờ đồng thời xa trời mưa đi cơi.